Lê Quang Liêm vs Ruslan Ponomaryov, cuộc chiến hấp dẫn tại World Cup cờ vua. Sau hai ván cờ tiêu chuẩn không thể phân định thắng bại, kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm, ELO 2740, đã phải bước vào loạt tiếp bách cùng với đại kiện tướng Ruslan Ponomaryov, ELO 2650, người từng đứng trong top dẫn đầu thế giới và hiện đang được FIDE xếp hạng 93. Cuộc đối đầu giữa hai hào thủ kéo dài đến 3 ngày, với màn trình diễn trí tuệ căng thẳng và quyết liệt. Hai ván cờ nhanh đầu tiên đã thể hiện sự đối đầu khốc liệt khi Lê Quang Liêm cầm quân đen buộc Ponomariov phải chấp nhận hòa trong thế cờ tàn. Tuy nhiên, ở ván thứ hai, dù cầm quân trắng, Lê Quang Liêm không thể tạo ra thế trận ưu thế trước đối thủ cựu vua cờ Fide. Ván cờ thứ ba tiếp tục giữ lại sự căng thẳng với thế cờ tương tự, khi cả hai đều chỉ còn một quân xe và bốn quân tốt. Nỗ lực của Lê Quang Liêm để ngăn chặn tiến tốt phòng hậu của đối thủ không đạt được kết quả, và ván cờ kết thúc bằng thỏa thuận hòa sau 55 nước cờ. Hai ván cờ nhanh tiếp theo sẽ tiếp tục định đoàn người chiến thắng, với thời gian hạn chế hơn. 10 phút cho mỗi bên, cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi. Trong ván cờ nhanh thứ ba, Lê Quang Liêm cầm quân trắng nhưng gặp khó khăn trước khả năng chơi cờ nhanh của Ponomaryov. Với thời gian ngày càng ít, Lê Quang Liêm không thể tính toán chiến lược kỹ càng và cuối cùng phải chấp nhận thất bại sau 57 nước cờ, đánh dấu điểm quyết định của cuộc đối đầu. Trong ván cờ nhanh thứ tư, Lê Quang Liêm cầm quân đen và đối mặt với sức ép phải thắng để gỡ hòa và đưa loạt tiêm break vào các ván cờ chớp. Tuy nhiên, với cục diện thế cờ khó khăn và ít thời gian tính toán, Liêm không thể vượt qua Ponomaryov và thua cuộc sau 57 nước cờ. Với kết quả này, Ruslan Ponomaryov đã tiến vào vòng tiếp theo của World Cup cờ vua, trong khi Lê Quang Liêm phải nói lời chia tay với giải đấu này.